Xin chào các bạn, hôm nay Blog Trị Bệnh sẽ giới thiệu tới các bạn loại thuốc viên uống Zerlap. Theo số liệu thống kê, có tới 80% đàn ông cho biết họ cảm thấy sau khi sinh con, bạn đời của mình không còn hấp dẫn do cô bé của nàng không còn hồng hào, se khít, không còn cảm giác hưng phấn mỗi khi quan hệ. Do đó, với sự ra đời của viên uống Zerlap có tác dụng se khít vùng kín đã giải quyết những vấn đề này một cách hiệu quả. Nguồn gốc xuất xứ của Zerlap. Zerlap là thực phẩm chức năng có tác động giúp làm hồng và se khít cô bé, giúp phái đẹp tự tin hơn khi quan hệ. Bên cạnh đó, thành phần của Zerlap được điều chế 100% từ các nguyên liệu tự nhiên, rất tốt cho sức khỏe người tiêu dùng. Sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất bởi công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Usafa, đồng thời, do được sản xuất dưới dạng viên uống nên cơ thể rất dễ hấp thụ và mang đến hiệu quả cao với nhiều bệnh lý phụ khoa sau sinh. Bên cạnh đó, Zerlap cũng cung cấp đầy đủ các thành phần dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Thành phần viên uống Zerlap. Zerlap được bào chế từ 11 thành phần là thảo dược quý hiếm trong tự nhiên. Cụ thể như sau: mầm đậu nành. Mầm đậu nành chứa nhiều isoflavone có tác dụng bổ sung estrogen cho cơ thể, cải thiện sinh lý và làm đẹp da. Nhân sâm, thảo dược quý hiếm giúp cơ thể bồi bổ sức khỏe, phục hồi thần kinh và tăng cường ham muốn tình dục. Cây mâm xôi, lưu thông khí huyết, giải độc. Hoàng kỳ, co bóp tử cung cho phụ nữ, là cây thuốc quý tăng cường sức đề kháng, tăng hưng phấn và thúc đẩy quá trình chuyển hóa năng lượng trong cơ thể. Cối toái bổ, chữa các bệnh liên quan đến thận hư, bong gân, đứt khớp, làm liền xương bị dập nát và điều trị các tình trạng suy giảm chức năng nội tiết. Cây ngấy hương, là thành phần có chứa hàm lượng kẽm cao, tăng ham muốn, phù hợp với phụ nữ sau sinh. Miết giáp, điều trị nhiều bệnh phụ khoa, điều hòa kinh nguyệt, chữa bốc hỏa, nóng trong người. Lá thành ngạch, làm chậm, ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư, chống lại quá trình lão hóa của cơ thể. Đồng thời, thành phần này còn giúp điều trị chứng căng thẳng, mệt mỏi, tăng cường trí nhớ. Tinh chất nghệ vàng, bồi bổ cơ thể, điều trị viêm loét dạ dày, bảo vệ gan và chống lại các tế bào ung thư. Đồng thời, điều trị chứng suy giảm nội tiết tố nữ và thận hư. Lá bọ mẩy, trị rong huyết, lọc máu, bồi bổ cơ thể cho chị em phụ nữ. Hoa thiên lý, điều trị hiệu quả cho người bị bệnh trĩ và sa dạ con. Công dụng viên uống Zerlap với các thành phần từ thiên nhiên được đề cập như bên trên, Zerlap đem lại nhiều công dụng hiệu quả cho người dùng như: điều trị hiệu quả các tổn thương vùng kín sau khi sinh nở, đây còn là sản phẩm giúp se khít vùng kín cho các chị em quan hệ nhiều. Hỗ trợ se khít âm đạo nhờ định hình tử cung, điều trị dứt điểm các triệu chứng như tiểu rắt, tiểu són, đau rắt vùng kín khi quan hệ, hỗ trợ làm hồng âm đạo, đem lại cảm giác tự tin cho phái đẹp. Tăng cường độ đàn hồi và co thắt cho âm đạo, điều trị hiệu quả bệnh lý sa giãn sàn chậu. Hướng dẫn sử dụng Zerlap hiệu quả nhất, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe đã khuyên người dùng nên sử dụng theo đúng hướng dẫn sau đây của nhà sản xuất để đạt hiệu quả tốt nhất và không nên lạm dụng viên uống. Đối với người bình thường, mỗi ngày uống 2 lần vào sáng và tối sau khi ăn 1 giờ, mỗi lần uống 4 viên. Đối với người có cơ thể nhạy cảm, mỗi ngày uống 1 viên và có sự theo dõi nghiêm ngặt của các bác sĩ chuyên khoa. Viên uống Zerlap có tốt không? Zerlap có tác dụng hiệu quả trong việc thu nhỏ âm đạo. Bên cạnh đó, nhiều bệnh lý liên quan đến vùng kín phụ nữ sau sinh cũng được điều trị hiệu quả, kết quả thực tế đã chứng minh. Với thành phần được chiết xuất từ 11 loại thảo dược quý giúp se khít âm đạo đến 95%. Một tỷ lệ hoàn toàn lý tưởng để khuyến khích chị em sử dụng sản phẩm này, sức khỏe sinh lý của chị em cũng được cải thiện rõ rệt chỉ sau liệu trình 2 tuần sử dụng đều đặn. Điều khiến chị em có thể hoàn toàn an tâm hơn là sản phẩm đã được Bộ Y tế kiểm định nghiêm ngặt và được cấp phép lưu hành rộng rãi. Zerlap còn vinh dự nhận được giải thưởng huy chương vàng vì sức khỏe cộng đồng năm 2017. Zerlap có tác dụng phụ không? Một câu hỏi trước khi sử dụng Zerlap được các chị em rất quan tâm. Đó là Zerlap có gây tác dụng phụ không? Câu trả lời đó là không, bởi các thành phần cầu tạo nên Zerlap hoàn toàn từ thiên nhiên nên vô cùng lành tính, không gây dị ứng và an toàn với sức khỏe người sử dụng. Mặc dù Zerlap hoàn toàn không gây tác dụng phụ nhưng với những người có cơ địa dị ứng với các loại hải sản chỉ nên sử dụng 1 viên một ngày. Ngoài ra, các trường hợp mắc bệnh u nang buồng trứng, u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung cũng cần hết sức cẩn trọng khi sử dụng sản phẩm. Dù chưa có bất kỳ nghiên cứu nào về tác dụng phụ của Zerlap đối với các trường hợp này nhưng trước khi sử dụng, các bạn cũng cần tham khảo ý kiến của bác sĩ. Zerlap giá bao nhiêu, mua ở đâu? Zerlap được phân phối rộng rãi trên toàn quốc với mức giá niêm yết là 780.000 VND, hộp 50 viên. Do đó, các bạn có thể mua sản phẩm tại nhiều cửa hàng thuốc, các trang thương mại điện tử và mạng xã hội. Tuy nhiên, vì Zerlap là sản phẩm chất lượng nên không tránh khỏi tình trạng bị làm giả nên trước khi mua, các bạn cần cân nhắc kỹ lưỡng hoặc mua trực tiếp trên website của nhà sản xuất để đảm bảo an toàn. Các thông tin chi tiết về viên uống se khít vùng kín Zerlap đã được tổng hợp đầy đủ qua bài viết trên đây của Blog Trị Bệnh. Hy vọng các bạn sẽ có thêm nhiều kiến thức để lựa chọn được sản phẩm tốt nhất để chăm sóc sức khỏe.
Blog trị bệnh chúc các bạn luôn khỏe mạnh để không phải sử dụng đến thuốc. Vui lòng đăng ký theo dõi kênh để cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.